Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Cartoon. Sau sự kết thúc của 4 tập phim Adventure Time Distant Land, thì dòng thời gian của series này đã có thêm nhiều sự kiện và những chi tiết thú vị xuất hiện ở cả quá khứ và tương lai trong thế giới Adventure Time. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá toàn bộ dòng thời gian của series này nhé. Let's go! Đầu tiên, tớ sẽ lấy chiến tranh nấm là cột mốc để tính thời gian cho các sự kiện trong quá khứ và hiện tại. Khoảng 13,7 tỷ năm trước sự kiện chiến tranh nấm, thứ duy nhất tồn tại lúc này chính là quái vật, trong đó có The Lich, Orgalot hay to lớn hơn là Gob. Sau vụ nổ Big Bang đã tạo nên đa vũ trụ, quái vật cũng tách ra ở các vũ trụ khác nhau. Các chiều không gian như Netosphere, Dead World, v.v. cũng bắt đầu xuất hiện. Khoảng 3,7 tỷ năm trước chiến tranh nấm là mốc thời gian hình thành nên các sao chổi. Nó mang nguồn năng lượng rất lớn, có khả năng tác động đến cả một hành tinh. Nhưng tác động tốt hay xấu còn dựa vào thứ tinh chất mà nó mang theo. Cứ khoảng 1.000 năm nó sẽ xuất hiện một lần. 9,2 năm sau vụ nổ Big Bang, trái đất được hình thành. Nhưng 800 triệu năm sau mới xuất hiện sự sống. Khởi đầu là 4 nguyên tố chính bao gồm băng, kẹo, lửa và nhầy. 65 triệu năm trước chiến tranh nấm, sao chổi xanh lục dự đoán sẽ rơi xuống trái đất. Đại diện của nguyên tố băng Evergreen đã thuyết phục được các nguyên tố khác cùng nhau ngăn chặn sao chổi vì ông tin rằng nó sẽ đem đến sự diệt vong, mà ông cũng không sai vì sao chổi này mang tinh chất của The Lich. Nhưng những người còn lại lại không đồng ý. Evergreen đã đóng băng bọn họ và tự mình tạo ra vương miện có khả năng ban cho người đội điều ước sâu thẳm. Trong giây phút sao chổi rơi xuống, Evergreen đã không thể đội vương miện mà đưa cho Gunther, học trò của mình, gánh vác trách nhiệm này. Tuy nhiên, thay vì ước ngăn chặn sao chổi, Gunther lại ước mình trở thành Evergreen. Từ đó, vương miện này trao cho người đội khả năng sử dụng phép thuật băng. Nhưng cái giá là sự bất ổn về tinh thần và ký ức, bị ảnh hưởng từ người đội đầu tiên là Gunther. Sao chổi xanh lục lúc này đã hủy diệt toàn bộ sự sống trên trái đất, hình thành nên những sinh vật kỳ dị, bao gồm cả The Lich. Trong vài chục năm tiếp theo, các chủng tộc khác nhau cũng được tạo ra, ví dụ như ma cà rồng. Điều này đã thể hiện rằng loài ma cà rồng tồn tại trước cả loài người và không cần máu người để duy trì sự sống. Khoảng 1.000 năm đến 5.000 năm trước chiến tranh nấm, Orgalot muốn hấp thụ sức mạnh từ sao chổi vàng, nhưng Abraham Lincoln đã phát hiện kịp thời và cử Grob đánh bại Orgalot và trục xuất nó xuống trái đất. Lúc này, trái đất đang bắt đầu thời kỳ nguyên thủy, Orgalot bị biến thành chim cánh cụt do lực hấp dẫn. Vì là một sinh vật bất tử nên nó đã tồn tại khắp chiều dài lịch sử của loài người. Khoảng 2.000 năm trước chiến tranh nấm, ở chiều không gian khác, loài Renicon và loài chó xảy ra chiến tranh. Cho đến hiện tại, hai loài này vẫn có định kiến về nhau, chỉ là không gay gắt như trước. 200 năm trước chiến tranh nấm, Gob tấn công sao hỏa và giết vợ của Kingman là Margos. 20 năm trước chiến tranh nấm, loài người phát triển phồn vinh, nhà máy MO được thành lập. Đây là nhà máy sản xuất ra BMO. Phép thuật và quái vật lúc này đã là một khái niệm phi thực tế đối với loài người. 5 năm trước chiến tranh nấm, nhà khảo cổ học Simon Petrikov tìm thấy cuốn sách The Enchiridion. Đây là cuốn sách đã tồn tại từ khi các chiều không gian được hình thành. Nó ghi chép về những thực thể trong vũ trụ và cũng là chìa khóa để mở ra cánh cổng đưa đến các chiều không gian khác nhau với điều kiện kích hoạt là 9 viên đá quý tương đương với 9 vị trí trên bìa sách. Ở mỗi chiều không gian đều có một cuốn The Enchiridion của riêng nó. Cũng trong những năm này, Marceline được sinh ra từ người mẹ là Alice và bố là vua quỷ Hansen Abadir. 2 năm sau, Simon tìm thấy vương miện của Evergreen và bắt đầu sử dụng nó. Cùng lúc này, loài người chuẩn bị nổ ra chiến tranh, hay có thể gọi là thế chiến. 4 nguyên tố băng, kẹo, lửa và nhầy đã nhìn ra được tương lai của trận chiến này. Hậu duệ của nguyên tố băng, Patience Sanfim, đã kêu gọi các nguyên tố còn lại dùng năng lượng để trốn khỏi sự hủy diệt của chiến tranh. Nhưng họ không đồng ý và chấp nhận hy sinh theo sự sắp xếp của định mệnh. Vậy nên, Patience đã tự đóng băng bản thân và chìm xuống đáy biển để tránh khỏi cuộc chiến. Nếu để ý thì chi tiết này gần giống với 4 nguyên tố hàng triệu năm trước, nguyên tố băng luôn là người đi trái ngược lại với các nguyên tố còn lại. Chiến tranh nấm bắt đầu nổ ra, con người sử dụng bom nấm. Chúng ta có thể hiểu là bom nguyên tử đã phá hủy một phần của trái đất và khiến nhân loại gần như tuyệt chủng, môi trường sống và các sinh vật đều bị thay đổi, đặc biệt là nhờ sự tác động của bom nấm mà The Lich được tiếp thêm sức mạnh lan tỏa sự chết chóc của hắn lên trái đất. Các sinh vật kỳ dị bắt đầu xuất hiện trở lại, những người đặc biệt như Simon sử dụng sức mạnh của vương miện, hay mẹ con Marceline vẫn may mắn sống sót. Tuy nhiên, vì sự ảnh hưởng từ hợp chất của bom mà mẹ Marceline mắc bệnh nặng và vì muốn cô bé có thể tiếp tục sống mà không có mình, bà đã đối xử lạnh nhạt với con trong những giây phút cuối đời. Sau khi mẹ mất, Marceline tiếp tục sống một mình cho đến khi gặp được Simon. Vài tháng sau chiến tranh nấm, nhờ sự xuất hiện của sao chổi xanh dương đã giảm bớt hậu quả từ chiến tranh nấm và từ từ mang đến sự sống cho trái đất. Sao chổi xanh dương cũng là kiếp đầu tiên của Finn. 5 năm sau chiến tranh nấm, vì lạm dụng sức mạnh của vương miện, Simon bắt đầu mất lý trí và ký ức. Để bảo vệ Marceline, ông quyết định rời bỏ cô bé và sống ẩn mình cùng chiếc vương miện.
Lúc này thì bằng một cách nào đó, Marceline gặp lại cha mình là Hansen Abadir và sống ở Nidusphere. 13 năm sau chiến tranh Nấm, vì sự quay lại của các loài vật kỳ dị, bao gồm cả Magazong, những con người còn sống đã tụ họp lại với nhau để cùng tồn tại và chống Magazong bằng cách đội mũ hình động vật để tránh bị hút máu, đồng thời tự bảo vệ mình trong rừng. Sau khi xích mích với bố vì việc ông ta ăn khoai tây chiên của mình, Marceline sống tự lập và gặp nhóm loài người còn sống ở trong rừng. Họ là người đã xây dựng niềm yêu thích âm nhạc cho cô, cũng là những người bạn của cô. Và để bảo vệ họ khỏi sự nguy hiểm từ loài Magazong, Marceline đã chiến đấu và hút linh hồn của tất cả các Magazong, ngoại trừ Vampire King. Người sống sót dẫn đầu bởi Two Breton đã lên thuyền để tìm nơi có khí hậu và môi trường cho con người phù hợp sinh sống. Hòn đảo loài người Hub Island cũng từ đây được hình thành. Sau này loài người đã phát triển đến mức tự tạo ra được môi trường sống hiện đại và một con robot có khả năng ngăn cản bất cứ ai xâm nhập vào hòn đảo, cũng như ngăn cản loài người rời khỏi đảo. 149 năm sau chiến tranh Nấm, xứ U được hình thành, quái vật và phép thuật đã xuất hiện trở lại. Theo chu kỳ thì sao chổi lại tiếp tục rơi xuống trái đất, nhưng các phù thủy đã dùng phép thuật để ngăn cản cú va chạm này suốt hàng ngàn năm. 172 năm sau chiến tranh Nấm, hậu duệ nguyên tố kẹo Bubblegum và Neddy ra đời. 186 năm sau chiến tranh Nấm, sau một lần đi thám hiểm và nhìn thấy vết tích cũ của một gia đình loài người, Bubblegum muốn tạo ra một gia đình của riêng mình, bao gồm bác Gumball, dì Lolly và anh họ chị Clay. Họ đã cùng nhau xây dựng nên một ngôi nhà nhỏ, nhưng vì tham vọng xây dựng vương quốc của riêng mình, bác Gumball đã phản bội Bubblegum bằng cách dùng hợp chất đam đam lên cô và Neddy. Kế hoạch của ông thất bại, ông tự biến bản thân và vợ con mình thành những người kẹo ngốc nghếch. Kể từ đây, Bubblegum bắt đầu tạo ra những công dân người kẹo và thêm một chút hợp chất đam đam lên họ. 500 năm tiếp theo, vương quốc kẹo trở nên vô cùng phát triển. Bubblegum lúc này đang ở độ tuổi teen. Cô đã xây dựng một đội quân riêng để có thể bảo vệ vương quốc, trong đó có cả những vệ binh Gumball Guardian. Lúc này có nhiều thế lực muốn xâm chiếm vương quốc kẹo, nhưng vì công nghệ tiên tiến của Bubblegum mà chúng đã gặp thất bại. Vậy nên, chúng đã cử Choco đi ăn cắp chiếc vòng cổ là chìa khóa kích hoạt Gumball Guardians của Bubblegum. Choco là một trong những tiền kiếp của Finn. Cô đã rất nhanh chóng làm thân được với Bubblegum và thậm chí còn được công chúa làm cho một chiếc tay giả thay thế cho cánh tay đã bị mất của cô ấy. Tuy có tình cảm với Bubblegum, nhưng Choco vẫn phải làm nhiệm vụ của mình vì bị Bad Boy Gang đe dọa. Cô ăn cắp thành công chiếc vòng cổ của công chúa, nhưng trong lúc chạy trốn, Choco đã rơi xuống dòng sông hóa chất và trở thành một sinh vật không rõ hình dạng. Không lâu sau đó, Choco qua đời dưới gốc một cái cây. Sau này, cái cây lớn lên và trở thành ngôi nhà của Finn và Jack. 600 năm sau chiến tranh Nấm, Gob quay lại tấn công sao hỏa. Để ngăn chặn điều này, King Man lúc này thành Magic Man đã tạo ra một loại vũ khí có viết tắt là Marcos. Nhưng vũ khí hoạt động không theo ý ông muốn, sao hỏa tiếp tục chịu sự tấn công của Gob và mất đi gần như toàn bộ cư dân. Magic Man trở nên mất kiểm soát, gây hỗn loạn trên hành tinh này và bị anh trai của mình là Grob trục xuất khỏi trái đất. Đầu đó trong khoảng thời gian này, Bubblegum lần đầu gặp Marceline tại một buổi hòa nhạc. Marceline đã tặng cho Bubblegum chiếc áo đen có họa tiết kỳ lạ. Cả hai bắt đầu yêu nhau và có quãng thời gian phiêu lưu cùng với nhau. 970 năm sau chiến tranh Nấm, sau khi thấy trái đất đang dần được hồi phục, The Lich muốn dùng sức mạnh của mình để đem đến sự chết chóc thêm một lần nữa. Nhưng hắn đã bị đánh bại bởi Billy và phong ấn trong nhựa cây tại vương quốc kẹo. Nhưng khả năng thao túng tâm trí của The Lich vẫn còn hoạt động rất mạnh mẽ. Bất cứ ai tiếp xúc mà không có đá bảo vệ sẽ dễ dàng bị hắn nhập vào. Năm 975, Bubblegum tạo ra Lemon Grab với hy vọng hắn sẽ thay thế cô để cai trị vương quốc kẹo. Cũng trong khoảng thời gian này, Bubblegum và Marceline chia tay vì bất đồng cách sống. Bubblegum tin tưởng vào sức mạnh khoa học, trong khi Marceline lại sống quá cảm xúc. Cả hai rạn nứt trong nhiệm vụ giúp đỡ người dân vương quốc thủy tinh đánh bại quái vật Motolavo. Năm 984, Jermaine và Jack ra đời. Jack được sinh ra từ gen của Warren Ampersand, một con quái vật có khả năng co giãn, và bố Joshua. Trong khi người em trai Jermaine lại được sinh ra tự nhiên với bố Joshua và mẹ Margaret. Có một điều khá thú vị là ngay khi vừa được sinh ra, Jack đã 16 tuổi. Vài tháng sau đó, Finn được sinh ra tại Hub Island với bố là Martin Merton và mẹ là bác sĩ Minerva Campbell. Với tiền sử là một kẻ lừa đảo, Martin đã bị một nhóm người đến trả thù trong khi Minerva đang đi làm. Để trốn khỏi đám đông, ông đã bế Finn bỏ chạy khỏi hòn đảo và bị robot bảo vệ hòn đảo tấn công. Sau đó, Finn trôi giạt đến xứ U và sống sót nhờ cây gậy làm bánh mì. Còn Martin thì bị mất trí nhớ, nhưng không mất cái tính lừa đảo và rồi ông trở thành tội phạm mang cấp độ vũ trụ. Kara, một con người được rèn luyện và cấy chip nhân tạo, đã được cử đi để tìm Finn và Martin. Nhưng trong cuộc hành trình, cô lại gặp tai nạn. Con chip bị rối loạn làm cô quên mất ký ức và nhiệm vụ của mình.
Finn sau khi được trôi dạt đến xứ U đã được bố mẹ Jack nhặt được và nhận nuôi. Đâu đó trong khoảng thời gian này, Marceline bắt đầu mối tình với bạn trai tên Ash. Cả hai đã cùng nhau sống tại ngôi nhà trên cây. Nhưng sau đó, họ đã chuyển đi trước khi Finn và Jack chuyển vào. Năm 1989, tiến sĩ Gross làm những thí nghiệm nguy hiểm lên động vật, khiến cho loài người rơi vào đại dịch, quét sạch hơn 60% dân số và toàn bộ bác sĩ. Mẹ của Finn, Minerva, đã tạo ra những con robot mang tiềm thức của bà trước khi chết. Chúng đã cứu sống người dân và điều hành hòn đảo. Trong lúc đó, Bimo kết thúc chuyến phiêu lưu đi tìm sứ mệnh của mình. Cậu quay trở lại trái đất, rồi vô tình thấy Finn và Jack đang chơi đánh trận giả với nhau. Lúc này, bố Joshua và mẹ Margaret đều đã mất. Jack đang ở tuổi teen, Finn thì vẫn còn là một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi. Nhớ về sứ mệnh mang đến hạnh phúc cho các em nhỏ của mình, Bimo quyết định ở lại với Finn và Jack kể từ đó. Cũng trong thời gian này, Marceline chia tay Ash vì hắn bán Hambo, chú nhồi bông theo cô từ thời còn ở với mẹ, cho Maja để đổi lại một cây đũa thần ngu ngốc. Năm 1996, dòng thời gian chính của Adventure Time, Finn lúc này lên 12 tuổi, trong khi Jack đã 28 tuổi. Cả hai, trong một nhiệm vụ anh hùng do Bubblegum giao, đã tìm được cuốn sách The Enchiridion. Vài tháng sau, Marceline quay trở lại căn nhà trên cây của Finn và Jack để đòi lại chỗ ở. Vì sợ hãi trước mang cà rồng, Finn và Jack đã ngậm ngùi đi tìm chỗ mới và tình cờ tìm được căn nhà cũ trong một chiếc hang. Sau vài sự trao đổi ổn thỏa, Marceline trả lại nhà trên cây và quyết định ở trong hang để tránh ánh nắng mặt trời. Từ đó, ba bọn họ đã trở thành bạn. Trong một lần đi thám hiểm, Finn đã gặp được Susan Strong và tưởng rằng mình không phải loài người duy nhất tại xứ U. Nhưng sau khi được Susan đưa đến gặp đồng loại, Finn nhận ra đó là những người có mang cá. Vài tháng sau, trong một lần ngồi thiền, Bubblegum đột nhiên cảm nhận được sức mạnh của The Lich. Để chắc chắn là hắn ta chưa thoát ra, cô đã dùng Finn và Jack để kiểm tra nơi giam giữ The Lich. Hai người đã được Bubblegum đeo cho một chiếc vòng chống lại sự thôi miên từ The Lich. Nhưng không ai để ý đến chú ốc sen trong ba lô của Finn. Vì vậy, nó đã bị The Lich điều khiển, tiếp tay cho hắn thoát ra ngoài. Finn và Jack đuổi theo để đánh bại The Lich, dù đã sử dụng rất nhiều món bảo bối được thừa hưởng từ Billy. Nhưng Finn vẫn không thể động đến hắn, chỉ cho đến khi cậu sử dụng chiếc áo len của Bubblegum tặng cho cậu. Hay theo Finn, đó là sức mạnh của việc thích ai đó rất nhiều. Mọi chuyện đã có thể ổn cho đến khi Ice King xuất hiện và lỡ thả Bubblegum xuống hồ hóa học, nguồn gốc sức mạnh của The Lich. Điều này đã khiến cô công chúa biến thành một con quái vật, nhưng Finn đã nhanh chóng giải quyết ổn thỏa việc này. Tuy vậy thì một phần của The Lich vẫn còn tồn tại trong con ốc sen. Nó đã cử con gấu đến tiếp cận Finn và ăn cắp cuốn từ Enchiridion. Cũng trong thời gian này, sau khi thể hiện suy nghĩ của mình về mối tình trước với Bubblegum, Marceline và công chúa đã quay trở lại làm bạn. Sau chuyến phiêu lưu đi cướp lại Hambo từ phù thủy Maja, Marceline nhận ra Bubblegum quan tâm mình tới mức dám hy sinh cả chiếc áo kỷ vật để đổi lấy Hambo. Từ đó, cả hai gương vỡ lại lành. Năm 1998, Magic Man sau khi hoán đổi thân xác với Jack liền quay lại sao hỏa làm loạn. Lúc này, Jack đã bị bắt và xử phạt nhầm trên sao hỏa. Trong lúc tranh cãi, Jack đã vô tình mất mạng. Vua sao hỏa Abraham Lincoln đã đến gặp Dad xin sự hồi sinh cho chú chó. Đổi lại là ông sẽ mất đi khả năng bất tử của mình và biến thành một bức tượng. Rob sau đó đã trở thành vua sao hỏa. Cũng trong năm đó, The Lich đã đánh bại Billy và nhập hồn vào xác của ông để lừa Finn và Jack thu thập những viên đá mở cổng không gian đến Time Room của Prismo. Hắn ta đã thực hiện điều ước hủy diệt của toàn bộ sự sống. Để ngăn chặn The Lich, Finn đã ước rằng The Lich chưa bao giờ tồn tại. Điều này đã mở ra dòng thời gian Farm World, nơi không có sự tồn tại của phép thuật và The Lich chưa ra đời. Tại dòng thời gian này, chiến tranh đấm đã được ngăn chặn bởi sự hy sinh của Simon. Ông đã dùng năng lượng của chiếc vương miện để đóng băng quả bom và kết cục là bị đè chết bởi nó. Finn và Jack sống một cuộc sống nghèo khổ và bị bóc lột. Sau khi vô tình tìm được chiếc vương miện của Simon, Finn đã sử dụng nó để trả thù những kẻ đã bóc lột gia đình mình. Tại dòng thời gian chính, Jack đang chill trong Time Room với Prismo. Cả hai đã trở thành bạn thân. Vì muốn Jack giải quyết mọi chuyện, nên Prismo đã gợi ý cho cậu nên ước điều ước nào là hợp lý nhất. Sau khi hiểu được gợi ý của Prismo, Jack ước rằng điều ước của The Lich không phải là sự hủy diệt, mà là Finn và Jack được trở về nhà. Sau màn ao trình từ Jack, The Lich quá sốc mà trở thành một bức tượng bất động tại Time Room, còn Finn và Jack thì an toàn về nhà. Trong khi đó, dòng thời gian tại Farm World đang dần trở nên tệ đi. Năm 1999, sau khi làm gãy Demon Bloodsword do bố Joshua để lại, Finn đã mua một thanh kiếm mới có tên là kiếm cỏ, một thanh kiếm bị nguyền và sẽ bám theo chủ nhân suốt đời. Lúc này, Ice King vô tình tham gia một nghi lễ tại thành phố Phù Thủy và vô tình vô hiệu hóa sức mạnh của vương miện trong thời gian ngắn. Trong lúc đang tỉnh táo, ông đã gọi ngay cho Marceline để mong cô sẽ giúp ông được gặp Paddy và nói lời xin lỗi với người yêu của mình lần cuối, trước khi chết, vì thiếu sức mạnh của vương miện.
Marceline đã hy sinh chú gấu Humble của mình để mở cánh cổng không gian. Lúc này, Betty đã ôm lấy Simon và đi đến dòng thời gian của xứ U. Tại đây, cô đã cứu Simon, nhưng tiếc rằng Simon chỉ có thể sống giữa hình dạng của Ice King. Kể từ đây, Betty bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu về phép thuật để mang Simon quay trở lại. Cùng năm, phim biết thông tin rằng bố mình đang bị nhốt tại Seattle, nhà tù dành cho những tội phạm mang tầm cỡ vũ trụ. Muốn đến được nơi này, Finn phải thực hiện một tội ác gây ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Và để có thể giúp Finn, Prismo đã định dựng tội đánh thức bản sắc của chính mình cho Finn. Nhưng ngay lúc bản sắc của Prismo được đưa tới Time Room, The Leech đột nhiên cử động và giết chết Prismo thay vì là đánh thức như cách thông thường. Hộ vệ tại Seattle đã đến để bắt The Leech đi. Finn và Jack nhanh chóng bám theo và may mắn gặp lại Martin Mertens, lúc này đang mất trí nhớ và hơi hâm dở. The Leech đã phá hủy nhà tù Seattle và giải thoát hàng loạt quái vật tại nơi đây. Trong lúc chiến đấu với The Leech, Finn đã ném máu của hộ vệ Seattle vào người hắn, khiến cho cơ thể zombie của The Leech trở thành có tế bào và sự sống. Kể từ đó, hắn trở thành một đứa trẻ. Về phía Martin, lúc này đang định bỏ Finn để trốn đi một lần nữa. Và để ngăn cản điều này, Finn đã hy sinh cánh tay phải của mình. Trong lúc rơi xuống biển, tay cậu được dính một giọt máu của hộ vệ Seattle cùng với lời nguyền từ kiếm cỏ mà mọc thành một cánh tay mới. Cùng năm, Prismo ở dòng thời gian bản sao đã đề nghị tạo ra bản sao của Finn và Jack để hồi sinh lại Prismo bản gốc. Cậu đã biến bản sao của Jack trở thành xác của Prismo gốc, còn bản sao Finn thì biến thành kiếm Finn. Lúc này, sao chổi xanh dương đột nhiên quay quỹ đạo về sao hỏa. Để bảo vệ cho người dân, Grob đã hy sinh bản thân của mình và bị biến thành nhiều mảnh khác nhau. Đầu của Grob trở thành vệ tinh quay quanh quỹ đạo trái đất. Còn chiếc mũ của ông thì bị Magic Man lấy về để chiết xuất phép thuật. Đối tượng cho thí nghiệm này là Betty. Nhưng trong quá trình chiết xuất, phép thuật bất ổn và truyền hết sang cho Betty. Magic Man trở thành Normal Man, còn Betty thì đã thừa hưởng sức mạnh và tính hâm dở của những kẻ mang phép thuật. Năm 1000, đây là năm có rất nhiều sự kiện xảy ra. Vua xứ U đã đến tranh chức công chúa của Bubblegum tại Vương quốc Kẹo. Tất nhiên là Bubblegum thấy nhảm nhí và không tham gia. Người dân Kẹo đã ngốc nghếch tin lời vua xứ U và chấp nhận cho ông ta điều hành vương quốc. Còn Bubblegum thì xây một căn nhà gỗ ở ngoại thành, ở cùng với quản gia Peppermint và có chuyến phiêu lưu lãng mạn với Marceline. Cũng tại thời gian này, Marceline bắt đầu chán ghét sự hạn chế của loài ma cà rồng trong cơ thể cô. Cô đã nhờ Bubblegum lấy hết linh hồn ma cà rồng ra khỏi mình. Nhưng sau khi lấy chúng ra, loài ma cà rồng cũng bắt đầu quay trở lại để làm hại người dân xứ U. Không có cách nào khác, cuộc săn ma cà rồng diễn ra, tất cả chỉ kết thúc khi vua ma cà rồng xuất hiện. Bản thân ông cũng ghét việc mình không được nhìn ngắm ánh mặt trời và lúc nào cũng trong tình trạng khát máu, bất tử. Vậy nên Marceline đã hút linh hồn của vua ma cà rồng, biến ông trở thành một con sư tử bình thường. Còn bản thân Marceline lại tiếp tục là ma cà rồng, nhưng có năng lực bá đạo hơn. Lúc này, người dân Vương quốc Kẹo bắt đầu nhận ra tính cách biến thái, hâm dở của vua xứ U và đứng lên lật đổ ông ta, đưa Bubblegum trở lại làm công chúa của vương quốc. Đồng thời lúc đó, sao chổi tím đang có quỹ đạo rơi xuống trái đất. Sau khi mất sự kiểm soát của trọng lực, Ocalot đã quay lại đúng hình dạng của nó và có ý định hấp thụ sao chổi tím. Trong lúc chiến đấu với Ocalot, Finn đã gặp lại bố Martin ở ngoài không gian, đồng thời có một cuộc hội thoại với sao chổi tím. Nó cho Finn xem lại những kiếp trước của cậu, cùng lời đề nghị Finn trở thành thực thể ở vũ trụ khác. Tất nhiên là cậu bé đã từ chối. Và Martin đã thay vị trí của Finn cùng sao chổi tím trở thành thực thể trong vũ trụ. Trong lúc này, ở chiều không gian Farm World, Finn the Human đã bị mất kiểm soát. Cậu kích hoạt bom nấm, khiến The Leech phát ra và nhập vào Jack the Dog. Cậu bé Finn vì nghe lời hắn mà tìm cách kích hoạt cuốn sách The Enchiridion tại chiều không gian này. Để giải quyết rắc rối từ điều ước của mình, Finn và Jack được Prismo đưa đến chiều không gian Farm World để đánh bại The Leech. Trong lúc cuốn sách The Enchiridion được mở ra, Finn đã chặt tay của The Leech để ngăn hắn đi qua cánh cổng, nhưng cánh tay này đã rơi xuống cổng không gian và đến được xứ U. Bản gốc của The Leech tại Farm World tạm thời bị đánh bại, nhưng cánh tay của hắn lại làm loạn tại xứ U. Hắn tìm đến Sweet Pea và dụ dỗ cậu bé nhảy xuống hố hóa học và trở lại nguyên bản là một xác sống thèm khát sự hủy diệt. Nhưng Sweet Pea đã từ chối, cậu bé muốn làm anh hùng. Vậy nên chính tay Sweet Pea đã đánh bại The Leech. Lúc này Magic Man, hay còn gọi là Normal Man, đã được quay lại sao hỏa nhờ một phần đầu của Grob. Tuy vậy, Grob muốn ông trở thành vua sao hỏa, còn bản thân thì sẽ quay trở lại quỹ đạo của trái đất. Từ đó, Normal Man trở thành King Man và phục hưng tại sao hỏa. Susan Strong lúc này cùng Finn đi giải cứu loài người có mang. Họ đã gặp lại tiến sĩ Cross, lúc này đang ở dạng nửa người nửa máy. Bà ta đã định làm hại Finn và Susan, nhưng may mắn Tiffany, một người bạn cũ của Finn đã đến cứu. Khi trở về, Susan đã bị điện giật khiến cho con chip của cô bị chập mạch. Cô trở nên điên loạn và tấn công Finn. Kiếm cỏ đã xuất hiện để tự vệ,
Sau đó, nó bám vào kiếm Finn và biến thành Fern. Nhờ Bubble Gum, Susan nhớ ra nguồn gốc của mình là Kara, con người tại hòn đảo Hấp, với nhiệm vụ đi tìm Finn và đưa cậu về với loài người. Vậy là Finn, Jack và Kara đã rời xứ U để quay trở lại hòn đảo. Finn được công chúa Bubble Gum lắp trong một cánh tay máy và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cậu để lại Fern ở xứ U với nhiệm vụ trở thành người hùng trong lúc Finn không ở đó. Trong lúc này, hậu vệ của nguyên tố băng Patience Saint Pim đã thức tỉnh. Cô ta tập hợp các nguyên tố và nhận ra nguyên tố kẹo và nhầy đã không còn dùng được sức mạnh như trước. Quay trở lại với Finn, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, Finn đã đến được hòn đảo Hấp và gặp lại mẹ của mình. Sau khi biết rằng ba chỉ là những con robot mang tiềm thức, Finn đã rất buồn và quyết định quay lại xứ U. Nhưng sau khi Patience dùng Paddy để làm pin phép thuật, cô ta đã kích hoạt toàn bộ sức mạnh của các nguyên tố và khiến họ trở nên mất lý trí, sống theo bản năng nguyên tố. Chia xứ U thành 4 vùng, bao gồm nguyên tố kẹo là Bubble Gum, lửa là công chúa lửa, nhầy là công chúa nhầy và bản thân Patience cai trị vương quốc băng, vốn được xây dựng bởi Ice King. Finn, Ice King và Jack đã tìm đến công chúa Lampi và kích hoạt khả năng chống nguyên tố của cô. Nhờ công chúa Lampi, xứ U được quay trở về trạng thái nguyên bản. Trong đó, Jack trở lại hình dạng thật là quái vật xanh dương, thừa hưởng Warren Ampersand. Họ hàng của Bubble Gum là bác Gumbo, dì Lowly và anh họ Key Clay đã thoát khỏi sự kiểm soát của thuốc đam đam. Ông ta lập tức lên kế hoạch và đội quân để đánh chiếm vương quốc kẹo. Về phía Jack lúc này đang trầm cảm vì nguồn gốc và ngoại hình của mình, cậu đã đến gặp em trai Jermaine và được cậu em chữa lành tâm hồn. 1001 năm sau chiến tranh nấm, vào ngày sinh nhật Finn lên 18 tuổi, Gumbo đã lợi dụng Fern và biến cậu thành vũ khí của mình. Còn Finn thì thay vì dùng vũ lực chiến đấu, cậu muốn sử dụng phương pháp hòa giải. Finn đã được cử đến vương quốc của Gumbo làm sứ giả hòa bình cho vương quốc kẹo. Khi trở về, Gumbo đã lừa Finn và đổ lên người cậu thuốc đam đam với mục đích khiến Bubble Gum trở nên ngốc nghếch. Nhưng thuốc này lại dính lên người Peppermint và biến ông trở thành một đứa trẻ, giống như một giọt nước tràn ly. Bubble Gum sử dụng vũ lực để chống lại Gumbo. Gum War, hay còn gọi là chiến tranh kẹo, bắt đầu. Nhưng Finn vẫn theo chủ nghĩa hòa giải. Cậu dùng thuốc ngủ đưa bản thân, Jack, Fern và Bubble Gum và Gumbo vào thế giới giấc mơ. Sau khi được cú vũ trụ đưa đến những vùng mơ khác nhau, Finn và Fern đã giải quyết được mâu thuẫn của mình. Bubble Gum cũng hiểu cho nỗi lòng của Gumbo và quyết định dừng cuộc chiến. Thế nhưng, Gumbo vẫn muốn chơi sâu đến cùng. May mắn thay là điều này đã được ngăn chặn bởi dì Lowly. Gumbo quay trở lại là một người kẹo ngốc nghếch. Bên cạnh cuộc chiến, Paddy lúc này cũng đã cùng Maja làm pin năng lượng để mở cánh cổng triệu hồi Gop đến trái đất. Cô muốn lợi dụng sức mạnh của Gop để đưa Simon quay trở về. Nhưng kế hoạch của cô đã thất bại trước sự hỗn loạn mà Gop đã tạo ra. Người dân xứ U đã chiến đấu và chống trả đến cùng. Trong lúc đang tranh cãi, Finn, Ice King và Paddy bị nuốt chửng bởi Gop. Tại đây, Ice King quay trở lại nguyên dạng là Simon, vương miện bị đảo ngược lại trạng thái ban đầu, Paddy cũng trở thành người bình thường. Để sửa chữa lỗi lầm của mình, Paddy đã quyết định đội vương miện và ước rằng mình có thể bảo vệ được Simon. Còn Simon và Finn đã được cứu ra ngoài nhờ sự hợp sức của mọi người. Paddy hợp thể với Gop và quay trở lại chiều không gian của nó. Mọi thứ gần như đã bị phá hủy, ngôi nhà trên cây của Finn cũng không còn, Fern cũng biến mất và để lại một hạt giống. Sau này, nó đã mọc lên thành một cái cây lớn. Gunther nhặt được vương miện và trở thành The Ice Thing. Năm 1002, The Ice Thing kết hôn với công chúa rùa. Bubble Gum rời khỏi vương quốc kẹo và chuyển đến sống cùng Marceline và Simon. Bản thân Simon bắt đầu chuyến phiêu lưu đi khắp các chiều không gian để tìm lại Betty. Sao hỏa đang dần được khôi phục dưới cai trị của Normal Man. Năm 1040, Jack qua đời để lại một mình Finn. Finn đã rơi vào quãng thời gian trầm cảm dài cho đến khi gặp Bronwyn, cháu gái của Jack. Họ đã cùng vài cảnh vệ chuối chuyển đến một nhà xe di động và tiếp tục phiêu lưu. Marceline và Bubble Gum đến giúp vương quốc thủy tinh khỏi Motolavo và tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm. Quản gia Peppermint lúc này đã biến thành đứa trẻ. Cậu quay lại học viện phù thủy và bắt đầu con đường xây dựng lại tên tuổi của kẻ hắc ám Peppermint. Năm 1090, Bubble Gum thành công việc đưa công dân lên vũ trụ. Hậu duệ của Jack và Rainbow Unicorn cũng bắt đầu cuộc sống tại đó với ngôn ngữ chính là tiếng Hàn. Finn qua đời và gặp lại gia đình và Jack tại Dead World. Cả hai quyết định cùng nhau chuyển kiếp và tiếp tục chuyến phiêu lưu. 1000 năm tiếp theo, xứ U trở nên hoang sơ vì sự khủng hoảng của hiện đại hóa. Cư dân đã lên vũ trụ sinh sống. Người ngoài hành tinh cũng xuống trái đất và có vương quốc tại đây. Bubble Gum và Marceline không còn ở căn nhà trong hang nữa, thay vào đó là Shermie và Beth. Bimo trở thành vua xứ U. Squid Pea đã được thừa hưởng kiếm quỷ từ Finn và tiếp tục sứ mệnh người hùng của mình. Vương quốc kẹo trở nên hoang tàn. Những cư dân của vương quốc chuyển sang sống trong robot Gumbo Guardian. Hậu vệ của Jack đã có cuộc chiến với The Ice Thing nhằm thu thập đủ 3 viên đá từ vương miện. Vương quốc băng bành trướng lãnh thổ của nó ra khắp xứ U và cặp đôi phiêu lưu lúc này, Shermie
một chú mèo nhỏ nhắn và Beth, công chúa và cũng là hậu duệ của Jack và Lady Rainicorn. Và đó là toàn bộ dòng thời gian của Adventure Time. Các cậu có cảm nhận như thế nào? Đừng quên chia sẻ cho chúng tôi biết ở dưới phần bình luận bên dưới nhé. Và hy vọng các cậu sẽ thích video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Way to Weird out.